chấn động. Thế Tử Vi chúc mừng, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đúng 5 ngày đầu tháng năm âm lịch 2024, nổ lộc trúng lớn, phát tài đổi đời, giàu hơn tỷ phú, giàu sang phú quý. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Tử Vi mới nhất của 12 con giáp ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúc quý khán giả sẽ gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, chịu đựng áp lực là một kỹ năng cần có trong cuộc sống, nhưng lắm khi do chịu đựng quá lâu, Ất Tỵ sẽ thấy mỏi mệt, cứ phải gồng mình lên, cứ phải cố cứng rắn, mạnh mẽ lên. Vậy nên Ất Tỵ phải có một kỹ năng khác, đấy là sự thản nhiên, bình lặng. Chuyện xảy ra thì ta giải quyết, việc tới thì ta làm, vấn đề đến thì ta xử lý. Không oán hờn, không kêu ca, không than thân, không trách phận, không hận trời, không oán đất, không giận đời, không buồn. Con đường là Ất Tỵ chọn, việc làm là Ất Tỵ quyết. Mọi thứ là do bản thân Ất Tỵ mong muốn, dù là vào thế khó thì từ từ mà gỡ. Quá khứ do ta tham, hay do ta ngu, hay do ta sân si, khiến hoàn cảnh hiện tại vất vả cũng không sao cả. Miễn đừng lặp lại, cứ bình thản mà làm mọi thứ. Dần dần con người sống trên đời đều có thể không trải qua bất kỳ sóng gió nào, nếu không thì cả cuộc đời thật nhạt nhòa, vô vị. Những khó khăn, thất bại mà Ất Tỵ gặp phải trên con đường nhân sinh là điều khó tránh khỏi. Vậy thì không thể vì sợ thất bại mà Ất Tỵ dừng chân không bước tiếp, không dám thử thêm một lần. Nếu cố thêm một lần nữa mà vẫn không thành công thì chí ít Ất Tỵ cũng biết rằng cách này không ổn. Cùng lắm thì ta làm lại từ đầu. Cuộc sống luôn có nhiều ẩn số thú vị. Vậy nên hãy lạc quan và tìm cho mình những cái hy vọng, dù là nhỏ nhất. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến. Con người sống ở trên đời có ai là không muốn được bình an, hạnh phúc. Nhưng để có được những phúc báo hiệu quả này thì không có con đường nào khác ngoài trọng đức, hành thiện, hòa phúc không ngẫu nhiên tìm đến, mà chính là do con người tự chiêu mời đó thôi. Thời điểm bước sang 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 tới đây, hoa cái và tử vi thiên tinh chiếu rọi, con giáp tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 sẽ gặp những biến động gì? Là may hay là hạn? Thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả hãy cùng đi tìm câu trả lời ngay trong video dưới đây nhé! Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Ất Tỵ sinh năm 1965 là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Sự mềm dẻo là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ. Đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công. Cũng giống như rắn thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp, Ất Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp. Nếu sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng, thường hạnh phúc hơn người. Nếu sinh vào nửa đêm của một ngày đông lạnh giá, người xưa cho rằng Ất Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn, nguy hiểm suốt cuộc đời. Ất Tỵ cũng rất bền bỉ, họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu, bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào, họ hết sức kiên định trong mọi việc. Ất Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Ất Tỵ vượt trội so với tư duy logic. Họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc, chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác. Họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Ất Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng, vì bản tính cứng đầu và thói quen từ chối. Những lời góp ý có tính xây dựng khiến Ất Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, nhưng họ lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ất Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Ất Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng. Tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời, giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình, không bị ai chi phối trong bất cứ công việc gì. Họ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả về sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, Ất Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ, nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Ất Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế. Với vai trò trung gian hòa giải, họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Ất Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học. Họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Ất Tỵ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng không phải loại người hay lo. Họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm, họ khát khao học hỏi,
Điều này khiến cho tính cách của Ất Tỵ vô cùng phức tạp. Điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt. Kỹ năng giao tiếp của Ất Tỵ rất tốt, họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó, họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ. Con giáp này thích những cuộc chuyện trò thú vị, nhưng rất ghét những chuyện vô bổ, phù phiếm, hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại, thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với họ về những đề tài nhàm chán. Chẳng hạn như thời tiết, họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Tuy sẵn lòng chia sẻ kiến thức, nhưng Ất Tỵ không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng, nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Rắn rất giỏi chờ đợi. Chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi, rồi khi thời cơ tới chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực ra tay. Cũng giống như vậy, nếu Ất Tỵ không bằng lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất, thì họ sẽ tấn công trở lại không chút thương xót. Không một con giáp nào khác có thể kiên nhẫn như Ất Tỵ. Tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Một đặc điểm chết người trong cá tính của Ất Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi Ất Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngần hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng. Nếu bạn đâm vào lưng người Ất Tỵ một nhát, thì nhiều khả năng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù, vì họ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Ất Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan trong vai trò làm cha mẹ. Họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Trong kinh doanh, Ất Tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay hành động chớp nhoáng. Khi thời cơ chín muồi, Ất Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ. Hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và rau mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp với Ất Tỵ như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàn, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ, thiết kế nội thất, quan hệ công chúng. Nam mệnh và nữ mệnh Ất Tỵ đều có ngoại hình đẹp và chăm chút tạo dựng hình ảnh của mình. Họ có gu thẩm mỹ cao trong ăn mặc, vốn tính cẩn thận nên khá kén chọn khi tìm bạn đời và chỉ chấp nhận những lựa chọn tối ưu. Con giáp này thường bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và cách ứng xử tinh tế của đối tượng. Khi đã ưng ai đó, họ sẽ làm tất cả để chiếm được trái tim người trong mơ. Trong tình yêu, Ất Tỵ thường cảm thấy bất an và có xu hướng là người tình, thích sở hữu và hết sức ghen tuông, kể cả khi đã bước ra khỏi mối quan hệ nào đó. Mong muốn sở hữu vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc đời của con giáp này, hành động của họ có thể khiến bạn đời hay người yêu phải xa lánh. Tuy vậy, Ất Tỵ vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt khó cưỡng và là một người bạn tình hào phóng, tràn đầy yêu thương. Bạn đời tốt nhất cho Ất Tỵ là người cho họ sự tự do, nhưng cũng khiến họ cảm thấy được an toàn và ngưỡng mộ. Do không hướng ngoại, thiếu cởi mở, nên Ất Tỵ thường không có nhiều bạn. Bạn bè có được thường sẽ là cả đời. Ất Tỵ rất quan tâm tới bạn bè, nhưng họ sẽ vô cùng tức giận và nhanh chóng lùi lại nếu nghi ngờ ai đó đã lợi dụng lòng tin của mình hoặc làm tổn thương người thân của mình. Bị từ chối hay bỏ rơi sẽ là điều khủng khiếp nhất đối với sự tinh tế của Ất Tỵ. Họ cần được đón nhận, chào mừng, chấp thuận bởi những người mình gặp. Ất Tỵ khá chặt chẽ về tiền bạc, nhưng lại hào phóng với bạn bè và gia đình. Con giáp này không mấy khi cho ai vay tiền, nhưng sự cảm thông với người khác lại dễ dàng khiến họ ra tay giúp đỡ. Tuy rằng sự giúp đỡ này mang tính tinh thần nhiều hơn là vật chất. Nữ mệnh Ất Tỵ thì cuộc đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện, ít khi gặp phải rủi ro, trắc trở. Nếu có gặp phải khó khăn cũng luôn được bạn bè, người thân, quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Ất Tỵ nam mệnh có cuộc sống suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống được no đủ, nhưng lại thường xuyên lo âu, bất an, khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân, cho đến hậu vận mới được thành thơi dễ chịu. Theo vận trình tử vi chọn đời, bản mệnh khá tốt, số gặp may mắn và có quý nhân phù trợ, thường được nhiều tài lộc bất ngờ. Tuy nhiên, thu nhập của bạn lại không nhờ vào sức lực của bản thân hay tri thức phong phú, mà chỉ là do vận may thôi. Nhưng vận may như vậy không phải lúc nào cũng đến. Nếu không nắm chắc thời cơ thì là có lúc lỗi với bản thân,
thường thì nguồn tiền tài của họ không phải là do kết quả vất vả kinh doanh, mà là nhờ vào một số lần đầu tư mang tính chất thời cơ. Ất Tỵ chẳng bao giờ rầu rĩ về chuyện tranh giành tiền bạc, dường như họ luôn có vận may trời ban về tài lộc. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 5 âm lịch 2024. Bước sang tháng 5 âm lịch 2024 đem tới nhiều may mắn cho người tuổi Ất Tỵ. Bản mệnh có thể dễ dàng nhận thấy rằng mọi phương diện cuộc sống của mình đều có bước cải thiện đáng kể. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, nhờ có tam hợp giúp sức, bạn gặt hái được nhiều thành công trên phương diện sự nghiệp. Nếu tham gia thi cử, tuyển dụng thì có thể nhận được tin tốt, mọi cố gắng bạn bỏ ra đã được đền đáp. Đối với người có công việc ổn định thì bạn đã xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, mọi người đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Công việc thuận lợi cũng kéo theo tình hình tài chính có những chuyển biến đáng mừng. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội nhận được khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Đối với người làm kinh tế, 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch này tài lộc dồi dào là lúc thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn sản xuất của mình. Xem tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Ất Tỵ thấy rằng bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng mừng trên phương diện sự nghiệp trong tháng này. Bạn đã cố gắng suốt một thời gian dài vừa qua và nay là lúc bạn được nhận thành quả xứng đáng. Bạn đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ. Vì vậy mà công việc dù khó khăn đến mấy bạn cũng có thể hoàn thành đúng thời hạn. Các công việc nhóm cần sự hợp tác của nhiều người cũng sẽ thu được kết quả rất khả quan. Nguyệt lệnh trường sinh còn đem thêm nhiều cát lợi cho sự nghiệp của con giáp này. Bạn càng nhiệt tình giúp đỡ người khác bao nhiêu thì càng có nhiều cơ hội gặp được quý nhân bấy nhiêu. Quý nhân xuất hiện sẽ giới thiệu cho bạn những hướng đi mới đầy triển vọng. Tuy nhiên, dù thuận lợi đến mấy thì đôi khi bản mệnh vẫn phải chịu tác động của hung tinh ngũ quỷ. Khuyên bạn chớ nên hoang mang, coi thường người khác, chủ quan, lơ là trong những công việc quen thuộc. Không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, kẻ xấu vẫn luôn rình rập, chờ đợi cơ hội để hạ bệ bạn đấy. Xét về phương diện tài lộc. Căn cứ vào tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Ất Tỵ, tài lộc của người tuổi Ất Tỵ có những điểm sáng đáng kể trong thời điểm này. Nguồn tiền đổ về ào ào trong túi, khiến bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn, không còn rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng như khoảng thời gian trước đó nữa. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên nhiều khả năng sẽ được nhận thêm các khoản hoa hồng và thưởng nóng. Thậm chí một vài người chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức, thì tiền lương cũng tăng tiến là việc hiển nhiên. Bạn không chỉ cải thiện cuộc sống trong một tháng, mà còn là trong khoảng thời gian từ nay về sau. Người làm ăn kinh doanh biết chớp lấy cơ hội làm ăn phù hợp với khả năng của mình, nên khách hàng, đối tác luôn đổ tới dồn dập. Có thể thấy rằng dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ rất hài lòng với những gì mình đã làm được. Tháng này còn là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất của mình. Hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân, bạn sẽ còn tiến xa hơn thế này nữa. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh vẫn luôn tiềm ẩn, bạn cần phải tránh lo việc bao đồng, khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt hãm hại lúc nào không biết. Trong quá trình làm ăn, hãy cẩn thận trước những chiêu trò không trong sạch. Trước khi ký kết hợp tác với ai, thì cần phải kiểm chứng thông tin, tìm hiểu về đối phương cẩn thận. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Nhiều tin vui báo về, vợ chồng bạn đồng sức, đồng lòng trong mọi việc, nên chẳng khó khăn nào có thể cản bước hai người. Người tuổi Ất Tỵ cũng luôn được sống trong bầu không khí hạnh phúc trong tháng này. Nửa kia của bạn là người dịu dàng và thấu hiểu, nên bạn luôn có thể thoải mái tâm sự mọi điều với đối phương. Người ấy vừa có thể giúp bạn gỡ rối, vừa giúp bạn có thêm động lực để tiến về phía trước. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà cũng có nhiều cải thiện, đôi bên đã biết lắng nghe nhiều hơn, đồng thời cùng hạ cái tôi của mình xuống, nên mọi mâu thuẫn đều có thể được hóa giải. Xét về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Ất Tỵ thấy rằng, người tuổi Ất Tỵ không gặp vấn đề gì cần lo lắng về sức khỏe, bạn duy trì được thể trạng của mình, nên làm việc gì cũng rất nhiệt tình, hăng hái, gặt hái được thành tích cao. Tuy nhiên, con giáp này cần phải nhớ không nên làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Dù có đang bận rộn đến đâu, bạn cũng nên ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ. Tiền bạc thì có thể kiếm dần dần, nhưng sức khỏe đã bị tổn hại thì khó mà khôi phục như xưa. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết cùng cẩm nang vượng vận trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Mời quý khán giả cùng theo dõi để nắm bắt vận trình của mình sẽ ra sao nhé. Tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tuần đầu tiên của tháng 5 âm lịch, con đường sự nghiệp rộng mở thênh thang với người tuổi Ất Tỵ. Bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, cũng được người giúp đỡ. Chính nhờ vậy mà bạn càng lúc càng tự tin, sẵn sàng hiện thực hóa các kế hoạch của mình.
dưới sự chỉ dẫn của tam hợp, quý nhân có thể xuất hiện vào đúng lúc bạn cần nhất. Những người đang mơ hồ đánh mất định hướng của mình sẽ kịp thời nhận được những lời khuyên hữu ích. Trên thực tế, con giáp này vốn là một người có năng lực, cát tinh chỉ là yếu tố thúc đẩy bạn nhanh chóng khẳng định bản lĩnh của mình hơn mà thôi. Khi được cấp trên giao cho những công việc khó, bạn chớ chần lòng hoặc tìm cách từ chối. Hãy dũng cảm thử sức, bạn sẽ phát hiện ra tiềm năng của bản thân, thậm chí mở ra một hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Lại thêm sự xuất hiện của Nguyệt Lạnh Lâm Quan và cát tinh Thiên Vũ, con đường sự nghiệp của bản mệnh càng có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Bạn có thể gặp được những cơ hội phát triển đáng quý. Nếu bạn thể hiện được điểm mạnh của bản thân, thì cơ hội thăng tiến gần ngay trước mắt. Tất nhiên, để gặt hái thành công, thì bạn vẫn sẽ cần phải bỏ công, bỏ sức ra làm việc. Tình hình tài chính trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch cũng có những bước chuyển biến đáng kể. Nhờ vậy mà bạn không còn phải lo lắng đến chuyện chi tiêu như trước đây nữa. Con giáp này không những tạo dựng được sự nghiệp vững chắc và làm giàu cho chính bản thân, mà còn làm giàu cho tập thể, cho những người theo sau mình. Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác lâu dài. Thêm vào đó, các mối đầu tư trước đó của bạn đang dần đem lại một nguồn thu ổn định. Điều đó khiến bạn ngày càng cảm thấy phấn chấn, lạc quan, tin tưởng hơn vào định hướng của mình. Khi cầm được đồng tiền trong tay, bạn cũng không ngay lập tức nghĩ tới việc hưởng thụ, tiêu xài lãng phí, mà sẽ nghĩ đến việc tiếp tục đầu tư, khiến lãi mẹ đẻ lãi con, giúp cuộc sống gia đình thêm vững chắc, ổn định. Với người làm công ăn lương, Lâm Quan cho thấy bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo, có cơ hội được cân nhắc tăng lương, thưởng nóng, thậm chí có người được trao cho vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình. Thời điểm này, bạn có thể hào phóng thưởng cho bản thân có những bước chuyển biến đáng kể. Nhờ vậy mà bạn không còn phải lo lắng đến chuyện chi tiêu như trước đây nữa. Con giáp này tạo dựng được lòng tin với khách hàng, nên lượng khách đổ đến mua hàng ngày một đông đúc. Ngoài ra, bạn cũng phát hiện ra được điểm mạnh của mình để có thể phát triển đúng định hướng. Xem tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của tuổi Ất Tỵ thấy rằng, sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ có cơ hội bước sang trang mới trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch này. Nếu bạn có thể nắm bắt được thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân, thì khả năng được cất nhắc lên rất cao. Tam hội chiếu mạnh, các quan hệ xã giao thuận lợi, giúp bạn gặp gỡ được quý nhân, thậm chí đối phương còn là người bạn đã quen biết từ trước đó. Người này sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội, công việc rất triển vọng. Nếu dám nắm bắt và chịu bỏ công sức làm việc, thì ắt gặt hái được thành công. Người tuổi Ất Tỵ cũng không cần phải lo lắng nhiều về tình hình tài chính trong thời điểm này. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chỉ cần nhanh chóng nắm bắt và cố gắng đến cùng thì thu được tiền về đầy túi. Tam hợp xuất hiện, bản mệnh sẽ không gặp phải sự cạnh tranh quá gay gắt trong tháng này. Thậm chí dù có đối thủ thì họ cũng là người thúc đẩy bạn phát triển mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó, nhờ mối quan hệ xã giao hài hòa mà bạn dễ được giới thiệu cho những cơ hội kinh doanh hoặc định hướng chính xác, khiến bạn không cần phải tốn quá nhiều công sức mà vẫn có thể kiếm về nguồn lợi nhuận ổn định. Với người làm buôn bán nhỏ lẻ, bạn gây ấn tượng tốt với khách hàng nhờ giữ được chữ tín cũng như khả năng giao tiếp khéo léo. Ai từng mua hàng của bạn cũng đều cảm thấy hài lòng và sẵn sàng quay lại vào những lần sau. Người làm công ăn lương được Lâm Quan giúp đỡ, bạn khẳng định được giá trị của bản thân trong tập thể, nên được cấp trên đánh giá rất cao. Khả năng thăng chức, tăng lương trong tháng này khá cao, vì thế mà túi tiền của bạn sẽ luôn rủng rỉnh. Cát tinh Thái Dương và Thiên Diêu xuất hiện, sau người tuổi Ất Tỵ lại cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, chớ nên buông thả theo những thú vui nhất thời. Trước khi làm việc gì, bạn cần cân nhắc đến gia đình, người thân, thậm chí là cả sự nghiệp và danh tiếng của mình. Đừng để những điều mình tốn công xây đắp suốt khoảng thời gian vừa qua trở nên uổng phí. Ngược lại, bạn nên tận dụng các mối quan hệ để họ giúp ích cho mình, khiến sự nghiệp cả thêm phần hanh thông. Vấn đề sức khỏe cũng không có gì đáng lo ngại. Đối với người tuổi Ất Tỵ, bạn có một cơ thể khỏe mạnh cũng như tâm lý lạc quan, tích cực. Vì vậy mà bạn luôn sẵn sàng tham gia vào các hoạt động, đối diện với các thử thách. Tháng này, bản mệnh có thể sẽ phải tham gia vào nhiều hoạt động xã giao. Vì thế, hãy luôn nhắc nhở bản thân hạn chế uống rượu bia, ít ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, không điều khiển các phương tiện giao thông khi không tỉnh táo, để tránh những sự cố đáng tiếc. Khẩu quyết, hợp tác có lợi, đầu tư bắt đầu có dấu hiệu sinh lời. Quý nhân, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng. Con số may mắn, 94, 67. Dưới đây là lời khuyên của các nhà tử vi muốn dành cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, bản mệnh cần chú ý đến điều này. Thứ nhất là về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ có dấu hiệu giảm sút,
đặc biệt là vấn đề tiêu hóa, một vài triệu chứng khó chịu như ăn uống, khó tiêu, kém ngon, đau bụng, nhắc nhở bản mệnh nên chú ý các thành phần dinh dưỡng nạp vào cơ thể. Trạng thái tinh thần của bạn cũng trở nên nóng nảy hơn. Chỉ một chút kích thích khách quan cũng có thể khiến bạn bùng nổ và gây hấn với người khác. Hãy tìm cách cân bằng cuộc sống của mình và dành nhiều thời gian hơn để thư giãn nhé. Thứ hai là họa thị phi rình rập. Họa thị phi luôn rình rập con giáp tuổi Ất Tỵ. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa thì bản mệnh cũng không nên ôm chuyện bao đồng, đặc biệt với người làm ăn kinh doanh. Cần chú trọng uy tín, tuân thủ pháp luật, đừng xung đột với cơ quan hành pháp, nếu không sẽ rất dễ bị tổn hại. Khi gặp mâu thuẫn với ai, tốt nhất không nên tranh chấp quá gay gắt, thay vào đó là nên cố gắng hòa giải. Chỉ cần mọi người kiên nhẫn lắng nghe nhau, thử đặt mình vào vị trí của người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là tử vi chi tiết 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Video xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình hấp dẫn và bổ ích sau trên kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.